Bài đọc tiếp theo từ câu 157 đến câu 159. Câu 157. What does the hotel not request? Cái khách sạn thì không có yêu cầu feedback, phản hồi trên cái nào sau đây ha. Vậy đây là dạng câu hỏi gì em? Loại trừ phải không nào? Câu hỏi dạng loại trừ, chúng ta đọc từng đáp án và dò từng đáp án ha. Câu A. The attitude and behavior. Attitude là thái độ, behavior là cái hành vi ha, thái độ và hành vi của nhân viên. Và bây giờ chúng ta sẽ dò từ khóa là từ nào em? Attitude, behavior của employees, phải không nào? Rồi bây giờ chúng ta dò nha, từ đầu xem chỗ nào nói về thái độ, hành vi của nhân viên. Rồi em nhìn sơ qua bài đọc này, nó là cái gì đây? Một cái guest stay survey, một cái bảng khảo sát dành cho khách hàng ở lại khách sạn, phải không nào? Rồi bây giờ em dò nha. Em nhìn sơ qua thì đây chắc chắn là những cái mục 1, 2, 3, 4 là những cái mục mà người ta yêu cầu là phản hồi, phải không? Tại vì bên đây mình thấy từ disagree là không đồng ý nè, rồi agree somewhat, đồng ý một phần nè, agree là đồng ý nè. Thì chắc chắn những cái mục 1, 2, 4, 5, 6 là những cái mà người ta cần feedback rồi. Vậy bây giờ chúng ta sẽ dò từng mục 1, 2, 3, 4, 5, 6 xem có mục nào nói về thái độ của nhân viên không nha. Mục số 1 không có, phải không nào? Mục số 2 không có. Mục số 3 của không có nhân viên luôn. Mục số 4 của không có nhân viên luôn ha. Mục số 5 mục số 5 mình có từ staff nè em. Staff ha. Staff có nghĩa là nhân viên nè. Vậy mình đọc cái thông tin trong cái mục số 5 thử nha. In general, nhìn chung á, thì nhân viên tại cái khách sạn Grand River này nè thì như thế nào? Easy to contact, dễ liên hệ. Friendly, thân thiện nè. Understanding, thấu hiểu nè. Ok, vậy thì người ta có đánh giá thái độ và hành vi của nhân viên không em? Có ha. Rồi tiếp câu B. The state. State là cái tình trạng á, cái trạng thái, cái tình trạng của cái room là cái phòng. Upon, khi mà entry là bước vào, initial, lần đầu ha, mới bước vào lần đầu tiên. Rồi vậy bây giờ theo em từ khóa là từ nào? Cái từ room phải không nào? Cái phòng. Initial entry, khi mà bước vào lần đầu tiên. Bây giờ chúng ta dò lại từng một xem một nào nói về phòng khi bước vào lần đầu nha. Một số 1 không có nói về phòng. Một số 2 cũng không có nói về phòng luôn. Một số 3, một số 3 có từ room nè. Room là phòng nè. Bây giờ chúng ta đọc thử chỗ này nha. Nó nói là gì đây? Khi mà enter, bước vào cái phòng của tôi. For the first time là lần đầu tiên á, thì cái phòng nó làm sao? Neat, tidy, sạch sẽ, gọn gàng, phải không nào? Vậy thì câu B có không em? Có ha. Rồi bây giờ câu C tiếp theo nè. Accessibility of the hotel. Mình có từ accessibility. Đây là danh từ của động từ access tên. Access có nghĩa là truy cập ha. Accessibility là cái khả năng truy cập đến cái hotel. Một cái khả năng truy cập đến hotel có nghĩa là cái đường đi đến đó có dễ dàng hay không em. Khi mà em bắt gặp cái từ accessibility đi với một địa điểm á, thì có nghĩa là cái đường đi đến địa điểm đó nó có thuận lợi, nó có dễ dàng, nó có tiện hay không. Ok, rồi vậy bây giờ chúng ta sẽ dò từ khóa là từ nào em? Accessibility, phải không nào? Rồi bây giờ chúng ta dò lại nha. Một số 1 không có nè, không có nói gì đến đường đi đến đây ha. Rồi một số 2 cũng không có luôn. Một số 3, số 3 là về phòng ốc rồi, không phải ha. Một số 4, facilities là về cơ sở vật chất nè, cũng không nói đến đường đi luôn. Một số 5 là nói về nhân viên rồi ha. Một số 6 là những cái comment khác. Ok, vậy là câu C là có không em? Câu C là mình chưa thấy nè. Để đó thử nha, bây giờ dò thử câu D. Câu D, correctness là cái tính chính xác đó của những cái items, những cái món đồ ở trong. Directory là danh bạ ha. Vậy bây giờ chúng ta sẽ dò từ correctness, directory, sự chính xác của danh bạ, phải không nào? Rồi bây giờ chúng ta dò xem chỗ nào nói về sự chính xác của danh bạ nha. Số 1 không có. Số 2 cũng không có luôn. Số 3 cũng không có ha. Số 4 số 4 mình có từ gì nè em? Directory nè, em thấy chưa? Ok, rồi bây giờ chúng ta dịch thử cái chỗ này nha. Nó nói là gì đây? Detail accurately, được liệt kê chi tiết, được liệt kê một cách chính xác ở trong cái directory danh bạ của cái khách sạn. Cái gì được liệt kê chi tiết một cách chính xác vậy em? Em đọc thử số 4 luôn nha. I found, tôi nhận thấy cái facilities, cái cơ sở vật chất tại cái khách sạn á, thì được. Thứ nhất đó là convenience, tiện lợi cho những cái nhu cầu cá nhân của tôi, phải không nào? Rồi cái thứ hai là được liệt kê một cách chính xác ở trong danh bạ luôn. Vậy mình có cái từ một cách chính xác là accurately nè em. Thì ở dưới nó có từ gì?
correctness phải không nào? Rồi, ở trên mình có từ directory, ở dưới cũng có từ directory nè, vậy thì câu D là câu chính xác ha. Vậy đáp án chỉ có thể là câu gì thôi? À, câu C, câu C không có thông tin cho bài đọc được không nào em? Câu C ha, cái khả năng tiếp cận, cái khả năng truy cập đến cái khách sạn, có nghĩa là cái đường đi đến khách sạn có tiện hay không. Câu 158, what did the guest, cái vị khách á, thì most likely, rất có khả năng là làm gì, phó nguyện sau khi mà làm thủ tục check-in, làm thủ tục nhận phòng tại khách sạn. Rồi, vậy từ khóa là từ gì vậy em? Following hotel check-in, phải không nào? Là sau khi mà làm thủ tục nhận phòng tại khách sạn thì làm gì? Rồi, bây giờ đọc bộ đáp án trước nha. Câu A, order, đặt một cái room service meal, là một cái bữa ăn được phục vụ tại phòng á. Câu B, used, sử dụng cái hồ bơi ở ngoài trời. Câu C, carry, mang luggage, hành lý đến phòng bằng chính bản thân anh ta, có nghĩa là tự mang hành lý lên phòng. Câu D, make a complaint, có nghĩa là phàn nàn về cho cái đại lý du lịch ha, phàn nàn cho đại lý du lịch. Rồi bây giờ chúng ta sẽ dò xem chỗ nào nói về check in, sau check in nha. Bây giờ em dò lại từ đầu xem chỗ nào có check in ha. À, một số 2 có từ check-in phải không em? Đây nè, một số 2 có từ check-in. Em đọc thử nha. Upon check-in, khi mà check-in làm thủ tục nhận phòng á, thì tôi immediately được, ngay lập tức được chào bởi một nhân viên của quầy lễ tân nè. Xong ông ta agree, là đồng ý là được chào nè. Rồi, được given, được cho, được cung cấp những cái information, thông tin cần thiết cho cái việc ở khách sạn. Agree là có luôn nè. Rồi tiếp, assist, được hỗ trợ hành lý nếu mà cần thiết. Ông ta đóng disagree, vậy có nghĩa là ông ta đã không được hỗ trợ hành lý đấy. Nhưng mà đây nó là nó nói về key check-in ha, upon là key check-in nè. Còn bây giờ mình dò thử xem có chỗ nào nói về, còn bây giờ chúng ta sẽ dò thử xem có chỗ nào nói về sau khi check-in không ha. Em dò thử xem chỗ nào có check-in nữa. À, các mục này lúc nãy mình dò hết rồi phải không, cũng không có check-in. Bây giờ mình dò tiếp ở dưới nha, có check-in không em? Đây có check-in nè, mà có after check-in nữa này, em thấy không? Ok, after check-in là sau khi làm thủ tục nhận phòng đó. Thì mình dịch thử câu này nha. I did have a small issue, tôi có một cái vấn đề nhỏ sau khi làm thủ tục nhận phòng, sau khi check-in. Mặc dù như vậy, rồi I had several large bags, tôi có những cái túi hành lý sao em? Lớn ha, tôi có một vài cái túi hành lý lớn. Nhưng mà nhân viên của quầy lễ tân á, thì thông báo với tôi rằng bellhop là cái người khuân vác hành lý á, thì hiện tại không có mặt, không có sẵn, không có rảnh ha. Ok, vậy thì sau khi check in thì ông ta đang dự định làm gì em? Mang hành lý lên phòng phải không, nhưng mà không có được hỗ trợ. Vậy thì theo em đáp án là câu nào? ABCD đáp án là câu câu C ha. Không có được hỗ trợ thì em ta phải mang, tự mang hành lý của mình lên phòng của mình ha. Câu 159, what is suggested about, cái điều gì á, thì nói về the guest room, cái phòng của vị khách. Vậy từ khóa chính là từ nào em? Room ha, phòng của vị khách. Ok, rồi bây giờ chúng ta đọc đáp án trước nha. Câu A, the air conditioning, cái máy điều hòa đó, thì had been left, đã được để running, chạy trước đó ha. Mình có quá khứ hoàn thành nè em, là một cái hành động đã được xảy ra trước ha. Có nghĩa là cái máy điều hòa đã được để là hoạt động trước đó rồi. Ai để cái nó chạy trước đó rồi ha. Câu B, the bed, cái giường á, thì không có được sắp xếp gọn gàng. Câu C, the bathroom, cái phòng tắm á, thì không có contain, không có chứa bất kỳ cái towels, cái khăn tắm nào cả. Câu D, cái directory, cái danh bạ của khách sạn á, thì không có tìm được, tìm thấy một cách dễ dàng, không có dễ tìm thấy ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ dò cái phòng nha, xem cái phòng nó như thế nào. Rồi bây giờ em dò xem mục nào nói về phòng. Hồi nãy chúng ta có dò rồi phải không em? Mục số 3 nè, mục số 3 có từ room nè, là phòng nè. Bây giờ chúng ta đọc lại nha. Khi mà bước vào phòng á, lần đầu á, thì it was not neat, tidy. Neat là nếu mà mình không biết thì mình cứ để đó ha. Tidy là gọn gàng sạch sẽ rồi nè. Orderly là ngăn nắp đây. Mình có từ order là thứ tự, vì orderly là ngăn nắp ha. Vậy thì cái phòng thì nó sạch sẽ, ngăn nắp đó, và người ta agree nè. Em thấy không? Agree ha. Vậy thì cái phòng có gọn gàng, ngăn nắp ha. Vậy mình loại câu nào đây? Loại câu B phải không nào? Loại câu B ha. Rồi tiếp, a comfortable, appropriate temperature, một cái nhiệt độ appropriate, nó thích hợp, nó phù hợp và nó thoải mái. Thì ông ta đánh gì em? Disagree là không đồng ý. Vậy có nghĩa là cái nhiệt độ nó sẽ, nó có appropriate không? Nó không có phù hợp và nó không có thoải mái ha. Vậy thì theo em là rất có khả năng là câu nào? Rất có khả năng là câu
có ai đúng không? Tại vì nó liên quan đến nhiệt độ, nhưng mà có ai nó để là gì? À, cái máy điều hòa, máy lạnh á, thì đã được để chạy cho trước đó rồi. Vậy bây giờ chúng ta dò xem có cái chỗ nào nói về nhiệt độ nó hay không ha. Tại vì cái phòng chỉ có gặp vấn đề về nhiệt độ thôi. Rồi bây giờ chúng ta dò tiếp đi. Em thấy cái từ other comments không? À, cái phần bình luận ha, góp ý khác. Lúc nãy chúng ta đã đọc đến chỗ này rồi phải không, là về hành lý nè. Bây giờ chúng ta đọc tiếp nha. My room, ở đây có từ room nữa nè em. Room, ok, rồi đọc tiếp nha. Cái phòng của tôi á, thì đã được clean, dọn dẹp nè, spacious và rất là thoáng đãng rộng rãi ha. However, tuy nhiên khi mà bước vào á, thì tôi notice that, tôi chú ý nhận thấy rằng, tôi nhận thấy rằng á, thì vì some reason, một cái lý do nào đó, the air conditioner, cái máy lạnh, cái máy điều hòa đó đã được turn, đã được bật xuống, đã được hạ xuống ở một cái nhiệt độ là 16 độ C, chill, là rất là lạnh. Ok, vậy khi mà đọc đến đây rồi thì đáp án chắc chắn là có thể là câu nào thôi em? À, câu A thôi ha. Có nghĩa là có ai đó đã bật cái máy lạnh lên rồi ở cái nhiệt độ 16 độ C nè. Ok, đáp án là câu A ha. Rồi bây giờ chúng ta cùng hệ thống lại những từ rất là quan trọng được highlight trong bài đọc này các em nhé. Rồi bây giờ nhìn sơ qua bài đọc trước nè. Đây là một cái bài đọc về cái gì em ha? The Grand River Hotel là tên khách sạn á, Grand River. Survey là khảo sát nè, stay về việc ở lại của guest là khách ha. Khảo sát về việc ở lại của khách ở các khách sạn Grand River. We ask, chúng tôi yêu cầu hay là nhờ đấy em. Chúng tôi yêu cầu hay là nhờ tất cả những cái vị khách của chúng tôi vui lòng take a moment, dành ra một chút thời gian. Đây có nghĩa là nhờ em ha, nhờ tất cả các vị khách vui lòng dành ra một chút thời gian để mà fill out, điền vào cái form này nè. Để mà providers cung cấp cho chúng tôi những cái feedback là phản hồi đấy em, feedback là phản hồi ha. Khi mà mình sử dụng một dịch vụ nào đó thì mình sẽ cho feedback về cái dịch vụ đó, có nghĩa là sự phản hồi. Hoặc là comments, comments là những cái lời bình, những cái bình luận ha, những cái phản hồi và bình luận về rất là giá trị của bạn ha. Bạn cung cấp cho chúng tôi những cái phản hồi và bình luận rất là giá trị của bạn. Mà những cái đó đó sẽ giúp cho chúng tôi improve, cải thiện được service, dịch vụ của chúng tôi. Please, vui lòng là hãy mark, đánh dấu tất cả những cái responses. Mình có từ response, có nghĩa là câu trả lời. Và đó là danh từ hay em ha, còn động từ của nó là respond, là trả lời là cái gì đó ha. Respond là động từ, còn response là danh từ, câu trả lời. Vui lòng hãy đánh dấu tất cả những cái câu trả lời bằng cái dấu X được không nào? Rồi đây là tên của người làm khảo sát ha, phone, số điện thoại. Date of stay là cái ngày mà đã ở khách sạn đó. Email của họ. Rồi tiếp nè em. Ở đây mình có 1 2 3 4 5 6 6 mục là về những cái mà cần đánh giá và phản hồi ha, cho feedback. Còn cột bên này á, thì mình có disagree là không đồng tình nè em, không đồng ý ha. Agree là đồng ý nè. Somewhat agree, mình có từ somewhat á, là một phần thôi, hơi thôi, có nghĩa là hơi đồng ý hay là đồng ý một phần thôi, đồng ý có phần đồng ý thôi chứ không đồng ý hoàn toàn, thì người ta gọi là somewhat agree ha. Rồi ví dụ một số một mình có nè. Overall, tổng thể á, nhìn chung á, thì my stay, cái lần ở, cái việc ở của tôi á, ở cái khách sạn này thì dòng thứ nhất là pleasant, hài lòng, peaceful, yên bình và comfortable là thoải mái, thì người này đánh agree là đồng ý ha. Rồi tiếp an excellent value, value là giá trị đấy em, cái giá trị rất là tuyệt vời đối với cái price, cái giá cho cái phòng, có nghĩa là đối với cái giá cho cái phòng của tôi thì như vậy là cái giá trị nó tôi nhận được nó là tuyệt vời rồi ha. Value là giá trị và người làm khảo sát đánh agree là đồng ý với điều đó ha. Rồi tiếp câu số 2. Số 2 mình có upon. Upon là khi hay ha, khi. Khi check in là khi làm thủ tục nhận phòng đó. Khi check in thì tôi như thế nào? Immediately, ngay lập tức, greeted, được chào bởi một cái staff member, nhân viên front desk, là quầy lễ tân, quầy tiếp tân, quầy lễ tân hay là quầy tiếp tân ha, được chào bởi nhân viên quầy lễ tân. Rồi I was given, tôi được cung cấp, được cho tất cả những cái thông tin necessary, cần thiết cho cái lần ở đây của tôi. Tiếp assisted, tôi được hỗ trợ ha, mình có động từ assist là hỗ trợ. Tôi được hỗ trợ với baggage, với những cái hành lý của tôi. If necessary, nếu mà cần thiết. Vậy thì người này đánh là gì đây? Disagree có nghĩa là người này không có được hỗ trợ.
để mà khuân vác hành lý á. Rồi tiếp ha, số 3, when entering, khi mà bước vào trong phòng của tôi á, for the first time, lần đầu tiên luôn, thì it was, nó rất là neat. Mình có từ neat là gọn gàng hay là ngăn nắp em ha, gọn gàng ngăn nắp, gọn gàng ngăn nắp. Tidy là được dọn dẹp rồi, có nghĩa là sạch sẽ. Rồi mình có từ orderly là cũng là ngăn nắp gọn gàng luôn, theo thứ tự, mọi thứ nó vào trật tự theo thứ tự hết ha, ngăn nắp trật tự gọn gàng. Rồi a comfortable and appropriate temperature, mình có từ temperature là nhiệt độ ha, appropriate là thích hợp hay là phù hợp, thích hợp hay là phù hợp ha, cái nhiệt độ phù hợp, thích hợp và comfortable, thoải mái. Rồi số 4 mình có I found, tôi nhận thấy cái facility là cơ sở vật chất, từ này mình rất hay gặp ha. Tôi nhận thấy cái cơ sở vật chất tại cái khách sạn Grand River thì convenience, tiện lợi. In regard to, mình có cái cụm in regard to á, có nghĩa là về cái vấn đề hay là đối với cái vấn đề hay là về cái mặt nào đó ha, về cái vấn đề nào đó hay là về mặt nào đó, về vấn đề nào đó hay là về mặt nào đó ha. Rồi vậy có dịch lại chỗ này nha, rất là tiện lợi về cái mặt hay là về những cái mặt mà liên quan đến needs, nhu cầu personal cá nhân. Specific là cụ thể hay là rõ ràng hay là riêng biệt của tôi, được không nào, vấn đề cá nhân và những cái vấn đề nó cụ thể và riêng biệt của tôi ha. Rồi detail, động từ detail là được liệt kê, được thông tin chi tiết á, được liệt kê chi tiết, được thông tin chi tiết. À, cái khách sạn đó, cái những cái facilities, những cái cơ sở vật chất đó em, thì được liệt kê, được nêu ra rất là chi tiết, một cách chi tiết, accurately, chính xác ha, accuracy. Ở trong cái directory, directory là danh bạ, ở trong cái danh bạ của khách sạn. Số 5, in general, nhìn chung á, tổng quan á, thì the staff, nhân viên tại Grand River Hotel như thì easy to contact, dễ để mà liên hệ khi mà needed, khi cần. Thì ông ta đánh disagree, có nghĩa là không có dễ ha, liên hệ ha. Rồi tiếp, nhân viên thì friendly là thân thiện nè. Understanding có nghĩa là hiểu biết ha, understanding hiểu biết. Rồi attentive có nghĩa là ân cần chu đáo, ân cần hay là chu đáo ha. Rồi tiếp, able, những cái nhân viên thì có thể. Resolve là giải quyết, issues là vấn đề, giải quyết những cái vấn đề. Effectively là một cách hiệu quả ha, effective là hiệu quả, effectively là một cách hiệu quả, là trạng từ có thể giải quyết những cái vấn đề, bất kỳ cái vấn đề nào mà tôi gặp phải á, một cách hiệu quả, được không nào. Rồi thì ông ta đánh agree là đồng ý ha. Rồi tiếp xuống dưới, một số 6 mình có là please specify, vui lòng là hãy làm rõ, hãy chỉ ra rõ bất kỳ những cái comments, cái bình luận nào khác ở bên dưới. Overall, tổng quan á, nhìn chung á, thì tôi quite, khá là pleased with, hài lòng với cái experience, cái trải nghiệm của tôi tại khách sạn của bạn. I did have, tôi đã có một cái small issue, một cái vấn đề nhỏ ha, issue là vấn đề đây, một cái vấn đề nhỏ after, sau khi check in, làm thủ tục check in để nhận phòng. Though, mặc dù, có nghĩa là mặc dù tôi có một cái vấn đề nhỏ sau khi làm thủ tục check in á, nhưng mà tôi khá là hài lòng với lại cái trải nghiệm này ha. Rồi I had several large bags, tôi có một vài cái bags, cái túi hành lý large là lớn. Nhưng mà cái clerk, mình có clerk là nhân viên đó em, nhân viên của front desk, nhân viên của quầy tiếp tân, quầy lễ tân á, đã inform, đã thông báo với tôi rằng a bellhop, mình có từ bellhop là người khuân vác hành lý ha, người khuân vác hành lý. Cái bellhop, cái người khuân vác hành lý á, thì hiện tại, currently là hiện tại ha, available, không có, available có nghĩa là hiện tại không có sẵn để mà khuân vác hành lý cho ông ấy ha, không có rảnh, không có sẵn ha. Rồi my room, cái phòng của tôi thì clean là sạch sẽ nè, và spacious, rộng rãi. However, tuy nhiên, upon là khi mà bước vào thì tôi notice that, tôi nhận thấy rằng for some reason, vì một cái lý do nào đó mà cái air conditioner, cái máy điều hòa, cái máy lạnh á, đã được turn down, đã được chỉnh xuống đến tận 16 độ C, rất là chilly, là lạnh nè, chilly là lạnh ha. The indoor pool, cái hồ bơi ở trong nhà đó thì rất là fantastic, là tuyệt vời và rất là relaxing, thư giãn. Nhưng mà tôi có một cái khoảng thời gian rất là khó khăn khi mà getting in touch
Tức nghĩa là tôi gặp khó khăn đấy em ha. Tôi gặp khó khăn khi mà get in touch with là liên lạc với, liên hệ với, liên lạc với. Tôi gặp ha khó khăn khi mà liên lạc với staff là nhân viên trong một vài occasions là trường hợp ha, trong một vài trường hợp. Khi mà asking about hỏi về where cái nơi để mà take để mà pick up là lấy dispose và dispose cái khăn tắm thì mình có từ pick up là lấy nè em, còn dispose á đối với trong trường hợp này có nghĩa là đem cất cái khăn sau khi sử dụng ha em ha. Còn đối với mà những cái ngữ cảnh về môi trường á thì dispose có nghĩa là vứt bỏ đi, ví dụ như vứt bỏ rác đi ha. Nhưng mà chỗ này có nghĩa là đem cất đem đem để ở một cái chỗ sau khi đã sử dụng xong, được không nào? Rồi câu 157, câu A mình có từ này quan trọng nè, attitude và behavior. Mình có từ attitude đó là thái độ ha, còn behavior là cư xử. Vậy câu A có nghĩa là thái độ và cái cách cư xử, cái hành vi của employees là nhân viên. Câu B cái state, state là cái tình trạng ha, cái trạng thái, cái tình trạng, được không nào? Trạng thái hay là tình trạng ha? Cái trạng thái, cái tình trạng của cái phòng upon key. Mà entry mình có từ entry là bước vào hay là đi vào. Initial là đầu tiên, nó bằng với từ first, đầu tiên ha. Khi mà bước vào lần đầu tiên, khi mà đi vào đầu tiên á. Rồi, accessibility mình có cái từ accessibility là danh từ của từ access, lúc nãy mình có nói rồi phải không em? Access là truy cập. The accessibility có nghĩa là cái khả năng truy cập, cái khả năng tiếp cận của khách sạn. Một cái khả năng truy cập hay là tiếp cận của khách sạn có nghĩa là cái đường đi đến khách sạn đó có thuận lợi hay không, có dễ dàng hay không, được không nào? Rồi câu D mình có từ correctness. Correctness có nghĩa là cái sự chính xác, cái sự đúng đắn hay cái sự chính xác của những cái items, những cái món đồ trong directory là gì em? Danh bạ ha. Rồi câu 158, câu C mình có từ carry. Carry có nghĩa là mang vác ha, mang vác. Vậy câu này có nghĩa là mang những cái luggage là hành lý á, lên phòng bằng chính bản thân anh ta, có nghĩa là anh ta tự mang hành lý lên phòng. Ok. Câu 160. Why was the notice written? Tại sao cái notice là cái thông báo được viết? Vậy là mục đích của cái thông báo, câu hỏi dành mục đích chúng ta đọc đáp án trước, sau đó đọc đoạn đầu hoặc đoạn cuối của bài văn là sẽ ra phải không em? Đọc đáp án trước nha. Câu A, to advertise là để quảng cáo nè, membership là thành viên á, thẻ thành viên, thẻ hội viên á, ở trong một cái society. Society là một cái hội historical, một cái hội về lịch sử ha. Quảng cáo về cái hội viên trong một cái hội nhóm về lịch sử. Câu B, to announce để thông báo hay là công bố về một cái sự kiện regional ở trong vùng, upcoming là sắp đến, để công bố, để thông báo về một cái sự kiện ở trong vùng sắp đến ha. Câu C, để explain để giải thích những cái change, thay đổi cho cái transit regulations, cho cái quy định di chuyển vận chuyển ha, mình có từ transit là vận chuyển, là di chuyển á, cho những cái quy định về việc di chuyển đi lại ha. Câu D, to provide để cung cấp. Cung cấp cái gì đây? Cung cấp những cái updates, những cái cập nhật cho cái dịch vụ đường sắt vào mùa hè. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đọc đoạn đầu của bài văn luôn nha. Đoạn đầu là chỗ nào đây? Đây, ok, as always là như thường lệ đó. Thì the first weekend, vào cái ngày cuối tuần đầu tiên ở trong tháng 5 đó, thì sẽ nhìn thấy cái gì ha? Cái Jamboree Railway là đường sắt nam, steam là hơi nước. Cái Jamboree đường sắt hơi nước annual hàng năm của chúng tôi xảy ra. Vậy thì em có thể đoán được cái Steam Railway Jamboree này là gì không? Nó là một cái gì đó mà sẽ diễn ra phải không nào? Nhưng mà nếu như mà chưa có rõ được đáp án thì chúng ta có thể dịch tiếp ha. The Concord to Marlborough Steam Railway, cái đường sắt chạy bằng hơi nước á, từ Concord đến Marlborough á, đầu tiên đã được xây dựng vào năm 1847 và fell out of use, là không còn sử dụng nữa, vào đầu thế kỷ 20 ha, early 20th century, vào đầu thế kỷ 20. Nhưng cái the tracks là cái đường ray á thì vẫn còn được đặt ở đó. And once a year, mỗi năm một lần á, thì Massachusetts Historical Preservation Society, cái hội bảo tồn lịch sử á, đã dành ra 3 ngày để mà chạy những cái tàu, những cái chuyến tàu truyền thống
băng qua những cái vùng đất xinh đẹp hay những cái vùng có phong cảnh xinh đẹp, landscape là phong cảnh em. Và thì khi dịch đến đây thì đáp án chỉ có thể là câu nào thôi, A, B, C, D. Câu A có nói gì đến thẻ thành viên không em? Không có ha. Câu B thông báo về một cái sự kiện sắp xảy ra. Đúng rồi, đó là sự kiện gì với em? Là Steam Railway Jamboree, phải không nào? Vào cái ngày cuối tuần đầu tiên của tháng 5, phải không? Rồi em có thể dựa vào câu cuối nữa là once a year, mỗi năm một lần á, thì cái hội bảo tồn lịch sử này nè dành ra 3 ngày để chạy những tuyến đường truyền thống, đi qua những cái vùng đất xinh đẹp. Chỉ có thể là câu B thôi ha. Còn câu C là giải thích những cái thay đổi, đâu có thay đổi gì đâu. Rồi câu D là cung cấp những cái cập nhật, nãy giờ mình đọc cũng không có cập nhật gì luôn ha. Vậy đáp án chỉ có thể là câu B thôi. Câu 161, what is indicated, cái điều gì á, thì được nói về steam railway. Cái điều gì thì nói về cái đường tàu chạy bằng hơi nước, phải không nào? Vậy từ khóa chính là từ steam railway. Nhưng mà em để ý này, cái từ steam railway á, nó sẽ xuất hiện ở đâu? Nó xuất hiện từ đầu bài luôn, phải không em? Đây là steam railway nè. Vậy nếu chúng ta dò từ khóa luôn á thì rất có khả năng là phải dò rất là lâu, tại vì cả bài này nó sẽ nói về steam railway. Vậy thì đối với dạng này chúng ta đọc từng đáp án và dò từng đáp án ha. Bây giờ chúng ta dọc câu A trước nha. It only operates, nó chỉ có mở hay là hoạt động vào một cái dịp đặc biệt mà thôi. Có nghĩa là bình thường thì không có, chỉ có dịp đặc biệt thì mới có thôi, phải không em? Lúc nãy em có dò là nó sẽ diễn ra, nó xảy ra khi nào không? The first weekend in May, cái tuần, cái cuối tuần đầu tiên vào tháng 5 thì sẽ có steam railway diễn ra, phải không nào? Vậy thì ngày bình thường không có, chỉ có cuối tuần đầu tiên của tháng 5 mới có thôi. Vậy câu A đúng không? Câu A rất có khả năng là đáp án, phải không nào? Tại vì nó giống với thông tin trong bài đọc ha. Bây giờ để mà chắc chắn hơn thì chúng ta có thể dò thêm câu B. Câu B nè, it is funded, nó được hỗ trợ, nó được gây quỹ bởi một cái group là nhóm preservation là bảo tồn, history là lịch sử, một cái nhóm bảo tồn lịch sử. Vậy thêm từ khóa là từ nào? Funded hoặc là history preservation group, phải không? Vậy bây giờ chúng ta sẽ xem chỗ nào có fund hay là có history preservation group nha. Hồi nãy chúng ta có dò qua một chỗ em nhớ không, là cái này nè, Historical Preservation Society, một cái nhóm bảo tồn lịch sử, phải không? Chúng ta đọc lại câu này nha, xem có nói gì đến việc hỗ trợ hay không. And once a year, và mỗi năm một lần đó, thì cái hội bảo tồn lịch sử ở cái địa điểm là Massachusetts này nè em, dành ra 3 ngày để mà run, để mà chạy những cái chuyến tàu truyền thống qua những cái landscape, và những cái phong cảnh, những cái vùng đất có phong cảnh xinh đẹp đó. Vậy thì nó đâu có nói gì được hỗ trợ bởi cái nhóm bảo tồn lịch sử đâu. Vậy câu B là không thấy rồi ha. Bây giờ câu C thử nè. It recently, nó gần đây renovate, tân trang lại cái cơ sở vật chất của nó. Vậy từ khóa là từ nào vậy em? Renovate và facility. Bây giờ chúng ta dò xem chỗ nào có renovate hay là facility hay không nha. Rồi dò đoạn tiếp theo nè. Dòng thứ nhất. Không có tiếp theo. Cũng không có nói gì đến tân trang cơ sở vật chất hết, phải không em? Cũng không có luôn. Không có luôn. Dòng này cũng không có. Dòng này cũng không có luôn nè. Rồi đoạn cuối cùng thử nha, có tân trang hay không? Cũng không có luôn, phải không nào? Vậy thì câu C không có tên nên mình đọc. Rồi câu D nè, mình có it offers a discount, nó cung cấp một cái việc giảm giá nè, discount nè. Giảm giá ha, cho elderly là người già đó. Vậy từ khóa là từ nào vậy em? Discount và elderly, mình dò giảm giá và người già thử nha, có không? Rồi giảm giá là liên quan đến tiền, phải không? Mà tiền là đoạn số mấy em? Đoạn cuối, bây giờ chúng ta dò thử lại nè. Có discount không? Dòng này không có. Dòng này cũng không có luôn. Nó nói là cái gì đây em? Đọc thử cái này nha. Và, tại vì có tiền nè. Và cái price, cái giá là 14 đô cho adults, người lớn, và 7 đô cho trẻ em. Không có nói gì đến giảm giá cho người già cả. Vậy câu D cũng không có trong bài đọc luôn. Vậy đáp án chỉ có thể là câu A thôi. It only, nó chỉ có operates, hoạt động vào một cái dịp đặc biệt thôi. Đó chính là the first weekend in May. Còn ngày bình thường thì không có ha. Đáp án là câu A. Câu 162. What can visitors, những vị khách tham quan đó, thì có thể làm gì during, trong suốt cái first weekend, cái cuối tuần đầu tiên của tháng 5. Cuối tuần đầu tiên của tháng 5 là cái lúc mà diễn ra lễ hội, phải không em? Vậy có nghĩa là người ta hỏi là những cái vị khách tham quan có thể làm gì trong suốt cái lễ hội này ha. Vậy bây giờ chúng ta đọc đáp án trước nha. Câu A,
participate in có nghĩa là tham gia vào một cái fundraiser. Mình có từ fund là quỹ hỗ trợ nè, raiser là gây ha, một cái hoạt động gây quỹ hỗ trợ, charity là từ thiện, near gần cái trạm, cái ga Husen, tham gia vào một cái hoạt động gây quỹ hỗ trợ ha, gây quỹ từ thiện. Rồi câu B, enjoy thưởng thức, refreshments có nghĩa là đồ ăn thức uống, nên từ này thì phải biết mới làm được ha. Thưởng thức những cái đồ ăn thức uống nè tại tại cái final destination, cái điểm đến cuối cùng của cái chuyến tàu. Câu C, borrow mượn, costume có nghĩa là trang phục ha, historical, mượn những cái trang phục lịch sử tại cái điểm diễn ra sự kiện, venue là điểm ha, là cái nơi á. Rồi câu D, mình có từ purchase là mua nè, souvenirs là đồ lưu niệm, mua những cái đồ lưu niệm tại cái trạm, cái ga Concord. Ok, vậy bây giờ chúng ta sẽ dò xem cái đoạn nào nó nói về các hoạt động của cái lễ hội trước cho em nha. Rồi đoạn đầu tiên thì chắc chắn là không phải rồi nè, bởi vì đoạn đầu tiên là nói về thông tin của cái lễ hội ha, ví dụ như ngày diễn ra, rồi nói cách thức nó diễn ra như thế nào. Rồi đoạn số 3 là thì nói về vé nè và giá tiền của vé, phải không? Và chắc chắn cái đoạn ở giữa là đoạn chúng ta chưa có điền, chưa có tìm thông tin nè. Thì đây là cái đoạn mà về hoạt động đó, chúng ta sẽ dò đoạn số 2 trước ha. Nhưng mà để mà dò cho hiệu quả thì chúng ta phải nhớ một số cái từ khóa ở trong câu trả lời đáp án đó, thì chúng ta mới dễ dò được ha. Vậy em xem những cái từ khóa trong đáp án là từ gì. Hoạt động gây quỹ từ thiện nè, phải không? Rồi đồ ăn nè, tại điểm cuối cùng nè của chuyến tàu nè, đồ ăn ha. Rồi câu C là costume, quần áo, trang phục nè. Câu D là souvenirs, đồ lưu niệm, thì chúng ta sẽ dò hoạt động từ thiện nè, đồ ăn nè, trang phục và quà lưu niệm ha. Xem chỗ nào có thì mình dừng lại, được không nào? Rồi giờ từ đoạn 2 nha. Dòng thứ nhất có không em? Có hoạt động từ thiện, đồ ăn, quần áo hay là đồ lưu niệm không? Không có, phẩm nào dòng thứ hai? Hoạt động từ thiện, đồ ăn, quần áo, quà lưu niệm cũng không có luôn. Dòng thứ ba cũng không có luôn, phẩm nào dòng thứ tư? À dòng thứ tư có cái từ gì nè em? Food. Food là gì đây? Thức ăn ha. Rồi ở dưới mình có từ gì kìa? Drinks là thức uống nè. Đồ ăn, thức uống thì nó liên quan đến cái từ nào ở đáp án vậy em? Refreshments, phải không? Refreshment là đồ ăn, thức uống nè. Vậy là câu B đó, bây giờ chúng ta thử đọc lại cái câu mà chứa từ food với từ drinks ở trên này thử nha. Bắt đầu từ từ or nè, or hoặc là take the train là bắt tàu lửa đó, đi đến Marlborough, cái ga Marlborough ha, station. At the end, tại cái điểm cuối của cái line, cái đường đi á, đường ray tàu á, đường tàu á, tại điểm cuối của chuyến tàu á, cái nơi mà có rất là nhiều vendors là người bán hàng rong nè, người bán dạo đó, sẽ bán thức ăn nè và đồ uống nè. Ở cái câu bên đó nói là gì em? Enjoy, thưởng thức những cái đồ ăn thức uống tại cái điểm cuối cùng của cái chuyến tàu, tại có đúng không em? À đúng phải không nào, có nhiều người bán thức ăn và đồ ăn at the end of the line nè, cho nên mình có thể tận hưởng được ha, mình có thể thưởng thức được. Vậy thì có những cái từ liên quan, đó là từ final destination và từ gì em? At the end of the line phải không nào? Rồi gì nữa? Food and drinks, còn ở dưới này là gì? Refreshment, phải không nào? Ok, rồi vậy đáp án chỉ có thể là câu B thôi em ha. Rồi bây giờ chúng ta cùng hệ thống lại những từ quan trọng được highlight các em nha. Bài đọc này thì nói về một cái sự kiện về ngành đường sắt, phải không nào? Chúng ta cùng đọc nào. Steam, mình có từ steam có nghĩa là hơi nước em. Railway là đường sắt nè, thì cái đường sắt dành cho những cái tàu mà chạy bằng hơi nước ha. Ngày xưa thì thay vì dùng là tàu lửa thì người ta là tàu chạy bằng hơi nước nè. Jamboree, mình có từ jamboree có nghĩa là buổi liên hoan hay là một cái lễ hội gì đó ha. Jamboree, buổi liên hoan, lễ hội hay là một cái đại hội nào đó ha. Vậy chỗ này có nghĩa là một cái lễ hội, một cái buổi liên hoan về cái ngành đường sắt á, dành cho tàu chạy bằng hơi nước, được không nào? Sẽ diễn ra vào thứ 6 ngày 2 tháng 5 cho đến chủ nhật ngày 4 tháng 5, được không nào? As always, như thường lệ đó, thì the first weekend có nghĩa là cái dịp cuối tuần đầu tiên đó em. Cuối tuần thì từ thứ 6 đến chủ nhật ha. Những cái ngày cuối tuần đầu tiên của tháng 5 đó thì sẽ thấy cái gì em? Sẽ thấy cái jamboree là gì nào? Cái buổi lễ hội ha, cái lễ hội ngành đường sắt cho tàu chạy bằng hơi nước. Annual là hàng năm của chúng tôi, annual hàng năm ha. Take place là diễn ra đó em, diễn ra nó bằng với từ happen ha, diễn ra. Rồi
The Concord to Marlborough Steam Railway. Railway là đường sắt nè em. Cái đường sắt cho tàu chạy bằng hơi nước á, từ Concord đến Marlborough á, thì đầu tiên á là được xây dựng vào năm 1847 và fell out of use. Mình có use là sử dụng nè em. Fell out có nghĩa là fall out á. Ha, fall out. Fall out là té ra khỏi cái việc sử dụng, rơi ra khỏi cái việc sử dụng, có nghĩa là không còn sử dụng nữa, ngừng sử dụng em ha. Và đã ngừng sử dụng vào đầu thế kỷ 20, form nào? Early 20th century là đầu thế kỷ 20 ha. But nhưng mà cái tracks, mình có từ track có nghĩa là đường ray, là đường đi của một cái phương tiện gì đó đó ha. Đường ray, chỗ này dịch là đường ray nha. Nhưng mà cái đường ray á thì vẫn còn in place, vẫn còn ở yên ở đó. And once a year, mỗi năm một lần đó, thì Historical Preservation Society, cái hội, mình có từ preservation là bảo tồn nên cái sự bảo tồn ha, cái hội bảo tồn lịch sử á, ở Massachusetts á, thì dành ra 3 ngày để mà run, vận hành hay là cho chạy những cái đoàn tàu truyền thống, traditional là truyền thống, thông đi qua, xuyên qua những cái, đi qua những cái landscape, mình có từ landscape là phong cảnh nè. Đi qua những cái vùng phong cảnh xinh đẹp ha, beautiful landscape. Rồi trains, những cái chuyến tàu đó sẽ chạy through qua 3 qua 7 7 nè, qua 7 cái station. Station là nhà ga hay là trạm, đem qua 7 cái trạm lịch sử, cái nhà ga lịch sử ha. Depart from, mình có từ depart from có nghĩa là khởi hành từ đâu đó hay là xuất phát từ đâu đó ha. Khởi hành từ Concord mỗi một tiếng đồng hồ phải không nào, thì cứ mỗi mỗi tiếng á, đồng hồ đó sẽ có một cái chuyến, chuyến đi ha. Rồi you can get on, mình có từ get on và get off. Off ở đây là get off nè em, nhưng mà người ta bỏ bớt từ get rồi để tránh bị lập từ, bởi vì ở phía trước có từ get rồi nè em. Ok, mình có get on đó là lên xe, lên tàu, còn get off là xuống tàu ha. Bạn có thể lên tàu hoặc là xuống tàu, wherever, bất cứ cái chỗ nào mà bạn muốn. And there are, có great hiking trails, mình có cái từ là trails. Trails là đường mòn hay là lối đi, đường mòn hay là lối đi ha. Có những cái đường mòn hay là lối đi dành cho việc hiking là đi bộ rất là tuyệt, available, hiện có ở đó, có sẵn ở đó, từ Maynard cho đến Hudson Station, đến cái trạm, từ cái trạm Maynard đến cái trạm Hudson được không nào. Rồi or take a train, hoặc là take a train là đón tàu, đón tàu đấy em, hoặc là đón tàu đi đến Marlborough Station, cái trạm Marlborough, at the end of the line, cuối cái chặng đường tàu đó luôn á, cuối cái chặng tàu đó đó, thì cái nơi mà có a wide range là rất là nhiều ha, nhiều vendors. Vendors là những người bán hàng rong đây, vendors những người bán hàng rong ha, những người bán hàng, có rất là nhiều những người bán hàng rong, họ sẽ sell, họ sẽ bán food, thức ăn, và drinks, nước uống được không nào. Rồi entertainment, mình có từ entertainment có nghĩa là giải trí ha, những cái gì mà thuộc về giải trí thì gọi là entertainment, ví dụ như là vui chơi hay là văn nghệ nè, người ta cũng gọi là entertainment. Những cái mà về vậy giải trí văn nghệ đó cũng sẽ được cho em provided, cung cấp throughout, xuyên suốt cái carriage, mình có từ carriage có nghĩa là toa tàu đó em, xuyên suốt cái toa tàu luôn, xuyên suốt những toa tàu luôn ha. Và chúng tôi encourage, khuyến khích á, những cái visitors, những cái vị khách đến, arrive đến là trong cái costume, mình có costume là trang phục hay là quần áo đây, costume, đến trong cái trang phục hay là quần áo của thế kỷ thứ 19 ha, cho nó phù hợp với không không khí của cái chuyến tàu chạy bằng hơi nước được không nào. Rồi tiếp tickets, vé đó thì available, đã có sẵn, in advance là trước đây, đã có sẵn trước để mà bán tại cái website này rồi, hoặc là có thể được mua tại cái trạm Concord. Pass là thẻ đây em ha, pass là thẻ đi tàu á, những cái thẻ đi tàu thì valid là có giá trị ha, có giá trị. Những cái thẻ đi tàu á thì có giá trị cho những cái rides, những cái chuyến đi unlimited là không có bị giới hạn luôn, có nghĩa là muốn đi mấy chuyến cũng được. On the day, vào cái ngày, purchase là ngày mua cái vé, cái thẻ đó ha. And và prices, giá đó là 14 đô cho adults là người lớn và 7 đô cho children là trẻ em, được không nào. Rồi ở dưới luôn nha, câu 160, câu C mình có từ transit regulation. Transit là vận chuyển hay là di chuyển nè, regulation là những cái quy định, quy tắc ha, nguyên tắc. Vậy thì transit regulation là những cái nguyên tắc về việc vận chuyển, về việc di chuyển, về việc đi lại á, đi lại bằng các phương tiện giao thông á, phương tiện vận chuyển á, thì người ta gọi là transit regulation.
Rồi có 161 mình có từ operates. Operates cũng gặp hoài, có nghĩa là hoạt động em ha, hoạt động. Câu A có nghĩa là nó chỉ hoạt động vào cái dịp đặc biệt mà thôi. Rồi câu D mình có từ elderly là người lớn tuổi ha, người già, người lớn tuổi đây, người cao tuổi ha, người lớn tuổi. Câu D có nghĩa là nó cung cấp cái giảm giá cho người già, người lớn tuổi. Có 162. Câu A mình có từ charity fundraiser. Mình có từ charity á là từ thiện thêm ha, từ thiện, thiện nguyện, từ thiện á. Rồi fundraisers là cái chương trình gây quỹ em ha. Mình có one fund là quỹ, nào raise là gây, gây quỹ ha, gây quỹ, cái chương trình gây quỹ từ thiện, tham gia vào một cái chương trình gây quỹ từ thiện gần cái trạm Houston. Câu B mình có từ refreshments. Refreshments có nghĩa là đồ ăn thức uống, em nhớ từ này nha. Refreshments là những cái đồ ăn thức uống nha. Câu B có nghĩa là enjoy, thưởng thức những cái đồ ăn thức uống tại cái destination. Destination có nghĩa là điểm đến nha, điểm đến em, điểm đến, đích đến, điểm đến đó. Rồi thưởng thức những cái đồ ăn thức uống tại cái điểm đến cuối cùng của cái tàu, được không nào? Có C mình có từ venue. Venue là địa điểm hay là nơi á, nơi hay là địa điểm ha, nó bằng với từ site, được không nào? Nơi, địa điểm. Câu C có nghĩa là mượn. Costume là gì em? Trang phục lịch sử tại cái địa điểm diễn ra sự kiện luôn ha. Câu D mình có từ souvenir có nghĩa là quà lưu niệm. Vậy câu D có nghĩa là purchase là mua đó em, mua quà lưu niệm tại cái ga Concord, được không nào? Câu 163, vào lúc 5 giờ 7 phút đó thì bà Johnson có ý nghĩa là gì khi mà nói that's news to me. Rồi, đối với dạng này chúng ta đọc bốn án trước nha em nha. Câu A, she wishes, bà ta ước gì á, bà ta có thể giúp sắp xếp một cái banquet, một cái bữa tiệc. Câu B, bà ta đó thì not aware of, không có nhận biết được về schedule alteration. Từ alteration mình đã gặp ở test số 1 rồi đó em, có nghĩa là bằng với từ change, chắc là thay đổi á, bà ta không có nhận biết được về cái sự thay đổi lịch trình ha. Câu C, bà ta đó thì có những cái kế hoạch khác cho cái kỳ nghỉ của bà ta rồi. Câu D, bà ta thì không có nghe gì về cái thay đổi venue là địa điểm cả. Rồi, bây giờ chúng ta đọc cái tin nhắn, tìm tin nhắn lúc 5 giờ 7 phút nha. Đây phải không em? Đây. Và chúng ta tìm câu that's new to me nào. Đây phải không nào? Sau khi tìm được rồi chúng ta sẽ đọc tin nhắn liền trước nó. Rồi, bây giờ em đọc tin nhắn liền trước nè. Rồi để xem cái mạch văn chỗ này nó đang nói về cái gì. Oh, hadn't you heard it? Bạn đã không nghe gì sao? It was moved, nó là được chuyển sang cái 27 rồi. Cái xong với nó là gì? That's news to me. Cái điều này là một cái tin mới với tôi á. I'll call back, tôi sẽ gọi lại và check, kiểm tra cho ngày đó. Vậy thì chắc chắn cái 27 này nè em, là ngày rồi, phải không nào? Nó được move, nó được chuyển sang ngày số 27, có nghĩa là nó đã bị thay đổi sang ngày 27 rồi. Vậy em nhìn đi, A, B, C, D đáp án là câu nào ha? Câu nào mà liên quan đến thay đổi về ngày? Câu B phải không nào? Mình có từ gì đây em? Schedule alteration là thay đổi về lịch trình á. Thay đổi về lịch trình là thay đổi ngày, đúng không nào? Vậy đáp án là câu B. Bà ấy không nhận biết được về cái sự thay đổi về lịch trình, cho nên bà ta mới nói là that's news to me. Cái tin này là một cái tin mới đối với tôi á, có nghĩa là bà ta chưa nghe gì về chuyện đó, được không nào? Câu 164, when will staff là nhân viên đó em, khi nào thì nhân viên sẽ receive, nhận được cái notice là cái thông báo. Và theo em từ khóa là từ nào? Receive, staff đúng nào? Staff, receive và notice. Rồi, đáp án là những cái gì kìa em? Là những cái ngày, phải không nào? Vậy bây giờ để nhanh á, thì chúng ta sẽ dò chỗ nào có ngày và có những cái từ khóa như staff, receive và notice thì mình dừng lại ha. Vậy theo em là chỗ nào có ngày đây? Mình có ngày 28 tháng 12 nè em, phải không nào? 27 tháng 12 và ngày 15 tháng 12. Vậy thì em xem cái ngày nào mà có từ khóa của mình, có staff, có notice, có receive, ngày nào em? Chính xác là ngày 15, phải không nào? December 15. Ở đằng trước có từ staff nè, ở đằng trước nữa có từ notice nè, phải không nào? Vậy chúng ta đọc câu này trước nha. Nào, great, tuyệt vời, tốt lắm. Once, một khi mà nó được settle, nó được giải quyết á, có nghĩa là cái nó, điều đó được giải quyết là điều đó là điều gì vậy em? Là gọi lại và kiểm tra cái ngày đó nè. Thì kiểm tra xong á ha, thì hãy gửi cái notice, cái thông báo về cái sự kiện đến cho nhân viên trước ngày 15 tháng 12. Trước ngày 15 tháng 12. Vậy thì khi mà dịch đến đây á, thì em xem đáp án là có thể là vào câu A không? Không, nếu như mà theo thông tin của cái câu này á, thì là phải là trước ngày 15, nó phải là ngày 14, 13 thì mới được, phải không nào? Vậy chúng ta dịch tiếp nha, dịch tiếp cái đoạn tiếp theo coi tại sao nó kỳ như vậy. Nè,
Bà Dalton mới nói là gì? I'll still be on vacation then. À, tôi vẫn còn trong cái ngày nghỉ then, lúc đó. Then là lúc đó đó em. Có nghĩa là ngày 15 tháng 12 đó thì bà ta vẫn còn trong vacation, trong kỳ nghỉ dưỡng rồi. Bà ta mới hỏi là gì? Is the following day okay? À, cái ngày tiếp theo, cái ngày sau đó đó thì có ok không? Có được hay không? Thì Hendrickson mới nói là sounds good, được. Ok, vậy theo em, ngày tiếp theo, ngày sau của ngày 15 tháng 12 là ngày gì em? À, là ngày 16 tháng 12 ha. Vậy đáp án là câu B, được không nào? Vậy thì chỗ này em nhớ để ý cái từ the following day nha. Cái này là before December 15 là không có đáp án rồi, cho nên chúng ta đọc tiếp. Rồi để ý cái từ the following day ha. Rồi, bài này có một số từ được highlight quan trọng. Thôi bây giờ chúng ta cùng hệ thống lại nha. Cùng dịch với cô từ đầu nào. Rồi, tin nhắn đầu tiên Kate Hendrickson mới nói là gì? Checky à. Have we heard back? Chúng ta có tin tức gì từ cái Institute, cái viện Laughlin chưa? Ok. You were supposed to. Mình có cái cụm là be supposed to là gì em còn nhớ không? Có trách nhiệm phải làm gì ha? Có nhiệm vụ phải làm gì? Vậy quý vị lại nè, bạn có nhiệm vụ là hỏi họ xem liệu rằng á, cái hôn đi, cái sảnh đi của họ đó thì available có sẵn cho cái end of year banquet của chúng ta hay không. Mình có từ banquet là một cái bữa tiệc lớn nè. Bữa tiệc ha. Bữa tiệc mà có quy mô lớn á, người ta gọi là banquet. End of year là cuối năm. Vậy thì end of year banquet là tiệc cuối năm ha. Liệu rằng cái sảnh đi có sẵn cho cái tiệc cuối năm của chúng ta hay không? Jackie Dalton mới nói là gì? They said, họ nói rằng đó, another company, cái công ty khác á, đã already make a booking, đã đặt chỗ trước vào cái ngày 28 tháng 12 rồi. Nhưng họ mention, họ đề cập đến một cái ballroom. Mình có từ ballroom là phòng khiêu vũ đây. Ballroom, ballroom, phòng khiêu vũ ha. Nhưng mà họ đã đề cập đến một cái phòng khiêu vũ mới mà họ vừa mới mở vào tháng trước, và chúng ta có thể sử dụng nó cho cái party, cho cái bữa tiệc, được không nào? Kay Hendrickson mới nói là gì? Oh, hadn't you heard it? Bạn đã không nghe gì sao? It was moved. Nó đã được chuyển sang ngày 27 rồi. Có nghĩa là cái party đây, cái bữa tiệc á, lúc trước là ngày 28 nhưng mà bây giờ chuyển qua ngày 27 rồi ha. Rồi Jackie Dalton mới nói là gì? That's news to me. Oh, đó là một cái tin mới với tôi đó. Có nghĩa là chưa có nghe gì về chuyện đó hết đó em, được không nào? I'll call back. Tôi sẽ gọi lại ha, gọi trở lại cho cái viện đó đó. And check, và kiểm tra cái ngày hôm đó xem như thế nào. Có nghĩa là kiểm tra xem ngày 27 thì có cái sảnh đi có rảnh hay không, có sẵn để mà tổ chức tiệc hay không á ha. Rồi Kay Hendrickson mới nói là gì? Great, tốt lắm. Once, một khi mà cái điều đó được settle là được giải quyết xong em. Settle là giải quyết ha, settle, giải quyết. Một khi mà cái điều đó được giải quyết xong, có nghĩa là cái việc gọi điện và kiểm tra đó được giải quyết xong xuôi hết á, thì please, vui lòng là hãy gửi một cái notice là gì em? Thông báo về cái event, cái sự kiện đến cho staff là ai? Nhân viên, trước ngày 15 tháng 12. Thì Jackson Dalton mới nói là gì? Jackie Dalton mới nói là gì? I'll still be on vacation. Mình có cụm là on vacation, có nghĩa là đang trong kỳ nghỉ. Kỳ nghỉ dưỡng, kỳ nghỉ ngơi đó em. Tôi vẫn còn đang trong cái kỳ nghỉ dưỡng, nghỉ ngơi. Lúc đó, then là lúc đó ha. Is the following day okay? Mình có cái cụm là the following day, có nghĩa là ngày tiếp theo á em, ngày theo sau, ngày tiếp theo á ha. Thì Kate Hendrickson mới nói là gì? Sounds good, nghe ổn đó. Thanks a lot, cảm ơn rất nhiều. Rồi, ở phía dưới nha, chúng ta có một số từ quan trọng. Em coi nè, 163, mình có câu be đây em. Mình có cụm là be aware of. Be aware of có nghĩa là nhận thức về hay là nhận biết về ha. Be aware of, nhận thức về hay là nhận biết về cái điều gì đó, được không nào? Mình có từ là alteration, rất hay gặp. Em phải nhớ từ này ha. Alteration bằng với từ change, có nghĩa là sự thay đổi, được không nào? Alteration, những cái sự thay đổi ha. Động từ của nó là alter. Alter, động từ là thay đổi luôn. Thay đổi ha. Còn alteration là sự thay đổi, được không nào? Câu đi mình có từ venue là nơi hay là địa điểm. Từ này cũng hay gặp nha, phải nhớ. Nơi là địa điểm. Cô đi có nghĩa là cô ta đó không có nghe gì về cái sự thay đổi về địa điểm ha. Rồi, ok.